chủ đề tiếp theo của cái ngày hôm nay là chúng ta sẽ thấy được rằng là chủ đề này rất là thực tế đối với các bạn trẻ và một số anh chị em muốn thoát ra khỏi cái cảnh làm thuê và muốn kinh doanh với số vốn ít. Đây là một cái câu hỏi cũng khá là hay, thì chúng tôi có thể có sưu tầm được là kinh doanh gì với vốn ít. Đây là cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng bàn luận và phân tích như sau. Trong vốn đầu tư cũng chia sẻ với anh chị em là làm gì với vốn nhỏ, mà cụ thể nhỏ là bao nhiêu, là 15 triệu đi, đúng không ạ? Hãy cùng vốn đầu tư nghiên cứu câu chuyện sau đây. Kinh doanh khởi nghiệp với 15 triệu, khéo léo trong cách chọn địa điểm, lên kế hoạch đầu tư hợp lý thì dù số vốn 15 triệu hay là 20 triệu, thậm chí là 10 triệu chúng ta cũng có thể thấy được là cái sự hiệu quả của nó. Chúng ta xét đến cái yếu tố đầu tiên và cái cụ thể đầu tiên. Thì bài báo này đưa ra được như sau. Thứ nhất là bán quần áo online. Có một chị ở quận Tân Bình từng bán quần áo ở thuê tại chợ Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương tháng là 3 triệu đồng bao ăn uống, đúng không ạ? Tiền gửi về cho gia đình và dành dụng chẳng được là bao. Điều này khiến là chị này rất là trăn trở và quyết định mở cửa hàng quần áo trên mạng. Đây là một trong những cái mà bản thân chúng tôi gặp được rất nhiều bà bầu trong lúc đi làm về, đúng không ạ? Và nghỉ sau khi sinh em bé khoảng được 1-2 tháng thì ở nhà chán quá và đã mở quần áo online, và rất nhiều người đã thành công các bạn ạ. Bởi vì có rất nhiều cái sự bất ngờ trong việc chọn đúng mốt, đúng mẫu. Có rất nhiều người thông minh là họ thiết kế ra những cái bộ quần áo và khi được like và share nhiều và được người đặt hàng nhiều thì người ta mới đi đặt hàng. Và khi được cái hiệu quả đấy thôi bắt đầu người ta mới tính toán đến cái vấn đề đầu tư. Và cái công nghệ mạng xã hội cũng như là cái công nghệ trên Zalo và YouTube cũng như là thể hiện được cái vấn đề quảng cáo cũng như là mẫu mã design sản phẩm và cho cái tốc độ phát triển rất nhanh về vấn đề đặt hàng, khiến cho những người bán hàng quần áo online họ đã cảm nhận được đây chính là cái duyên của họ hoặc cái lộc của họ, cho nên họ làm rất tốt. Thì các bà bầu thông thường thế, có trong cái bán hàng quần áo online là đó là cái vấn đề giao hàng và vấn đề thực sự là thương mại điện tử trên cái vấn đề quần áo online này thì có rất nhiều người đã làm, và hầu như là có các bạn sinh viên cũng thế. Thì tôi đã từng gặp có những bạn bán kính, rồi có những bạn bán máy ảnh chụp để nhả ra ảnh ngay cũng bán rất tốt, rồi có những bạn ở chung cư và có những bà bầu ở chung cư bán hải sản hay là chọn những cái quả như là quả máng cầu, bơ họ bán. Có những người bảo là bán với số lượng rất lớn, thì đây là một trong những cái mà với vốn 15 triệu người ta có thể làm được. Để hiệu quả và tránh rủi ro thì cái chị này đăng ký mở shop miễn phí trên website thương mại điện tử. Chúng ta có thể chọn rất nhiều các shop miễn phí, đồng thời quảng bá sản phẩm trên Facebook cá nhân. Đòi hỏi cái người này phải có uy tín và có được những cái cách để bán hàng riêng biệt trong cái Facebook cá nhân của họ. Với cách thức này thì chị ta không mất tiền mở cửa hàng hay thuê kiosk online nữa. Do đó là gì ạ? Bạn sẽ tiết kiệm được nếu bạn sử dụng Facebook của bạn. Có những người lập fanpage ra bán hàng online và với cái số vốn như này, đúng không? Và có kinh nghiệm lựa chọn quần áo và bán hàng, nên thay vì chọn số lượng nhiều mỗi sản phẩm, chị ta chỉ lấy 1 đến 2 cái với số vốn ban đầu trên chục triệu mà thôi. Thì chị có thể chọn được nhiều mẫu, và khi chọn nhiều mẫu rồi thì có một mẫu tự nhiên nổi lên với số lượng đặt nhiều và chị ta đánh mạnh vào số lượng đấy. Đó là chính là cái chiến lược mà 100 cây măng có một cây tre. Thì chúng ta chọn rất nhiều nhưng mà đúng một cái có một sản lượng rất tốt thì chúng ta sẽ đánh mạnh vào thị trường cho cái sản phẩm đấy. Thì đây là một trong những cái yếu tố mà bán hàng online. Và chúng ta cũng không nên xem thường cái vấn đề lợi nhuận. Đây, chị ta nói là một tháng tôi có thể kiếm được trên chục triệu, khác hẳn với cái việc mà lúc đấy chị ta đi làm thuê chỉ làm được 3 triệu thôi, và với cái thời gian rất gò bó như vậy thì tích lũy dần, mỗi tháng tôi đều có tiền dư giả và trích ra khoảng 5-10% để mua quảng cáo website thương mại điện tử với mong muốn có khách hàng, tức là tái đầu tư vào cái việc quảng cáo trong fanpage, và lập tức là chị ta có tiếp. Cái yếu tố thứ hai trong cái vấn đề là kinh doanh gì với vốn ít này thì có một người chia sẻ là cửa hàng trái cây. Tôi cũng vừa đề cập có rất nhiều người bán cái quả mãng cầu bơ rồi các cái quả trái cây khác. Thì chị Thủy, một chủ cửa hàng trái cây nhỏ gần chợ Văn Thánh, chia sẻ rằng trái cây là mặt hàng khá gọn nên không cần thuê mặt bằng lớn. Chỉ cần loại có chi phí 2-3 triệu đồng mỗi tháng, số vốn còn lại dùng để chỉ cần thuê nho nhỏ thôi. Với 2 triệu đồng mỗi tháng, số vốn còn lại dùng để mua trái cây, nên chọn những loại mà người tiêu dùng ưa thích và phù hợp với ngày cúng bái và lễ.
À, chị ta đánh vào thị trường ngách, tức là phù hợp với những cái người mà lễ. À, chị ta tham khảo các cái bên cạnh để chúng ta có cái giá bán hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Rồi vì đây là mô hình dòng tiền xoay vòng nhanh nên không lo hết vốn. Đây là mô hình bởi vì tiền luôn mà. Do đó đây là một trong những cái đầu tư gì với vốn ít, với 15 triệu chị ta có thể xoay quanh được cái vấn đề. Chị này còn cho biết thêm là để có trái cây ngon, ngoài việc lấy ở chợ đầu mối thì cũng còn có cách bảo quản tốt, cũng như là đưa ra được các cái giải pháp là không sử dụng chất bảo quản, rồi lấy hàng uy tín, rồi chọn lựa những cái đầu mối tốt khiến cho các cái gia đình, rồi các cái chung cư cũng như là các cái khách hàng của chị ta sẽ nhớ đến chị ta và gọi liên tục. Đây là cái vấn đề xoay vòng sản phẩm, thì đó là một trong những vốn rất là nhỏ. Và nếu trong trường hợp các bạn mà làm thuê mà có mức lương rất thấp thì các bạn cũng có thể tiết kiệm ra và bắt đầu xuất phát từ những cái vốn nhỏ để các bạn vừa học được cái kinh nghiệm kinh doanh, các bạn học được cái kinh nghiệm bán hàng, học được những cái kinh nghiệm nhỏ từ những cái nguồn vốn nhỏ, sau đó bắt đầu chúng ta mới làm lớn. Và có một cái mô hình nữa là cửa hàng đồ ăn vặt mang nhanh. Đồ ăn vặt là một món ăn rất ưa thích của giới trẻ. Bán đồ ăn vặt cũng là cách tiết kiệm mặt bằng trên online, giảm bớt chi phí bàn ghế mà thu hồi vốn nhanh. Thì có một chủ cửa hàng bánh tráng trộn ở quận 3, mô hình bán đồ ăn vặt chỉ cần 5 đến 7 triệu là làm được, không nhất thiết phải thuê mặt bằng lớn và có khu mặt tiền, mà điều cốt yếu là sản phẩm phải độc đáo, ngon và bán ở đông cái chỗ học sinh sinh viên. Đây cũng là một trong những thị trường ngách của cái người bán hàng này. Thế thì cái cửa hàng này chỉ rộng vài mét vuông thôi nhưng lại có kết hợp giữa online, thì cái việc mà người ta thuê và chọn địa điểm như vậy, người ta lại cũng có thể là gì xuất phát điểm với những cái số vốn nhỏ. Rồi ở đây người ta cũng chia sẻ các quán nướng vỉa hè, và buổi tối vỉa hè là nơi khá nhiều giới trẻ tụ tập, do đó người ta đưa ra được các cái mô hình về quán nướng. Thì với kinh doanh với những cái số vốn ít, đó là những cái khởi nghiệp, các bạn hãy đừng nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm bán bánh tráng trộn mãi, không phải, mà chúng ta đi bán bánh tráng trộn để gặp được cái ABC và cờ sau phía sau. Chúng ta kinh doanh vốn nhỏ để chúng ta có được một cơ hội phía sau. Chúng ta đi làm thuê để có được kinh nghiệm và chúng ta sẽ trở thành ông chủ phía sau. Thế vấn đề ở đây là gì ạ? Kinh doanh với vốn nhỏ, kinh doanh vốn ít để chúng ta tạo dựng được những cái niềm tin trong việc kinh doanh. Chúng ta tạo dựng được những khả năng và tích lũy được những cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng kinh doanh sau này. Do đó các bạn đừng ngần ngại với những cái số vốn nhỏ và bắt đầu với những số vốn nhỏ. Vấn đề các bạn có đam mê kinh doanh hay không? Và đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi để được cung cấp những cái mô hình đầu tư với những số vốn nhỏ, có thể từ 250.000 với một domain các bạn có thể xử lý được tất cả những yếu tố về đầu tư. Các bạn có thể đầu tư với 10 triệu Việt Nam đồng, 20 triệu Việt Nam đồng, có những kênh đầu tư rất là phù hợp với quý vị và các bạn. Xin đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Xin cảm ơn.